Trước hết chúng ta lưu ý, khi chúng ta nói đến lễ Giáng sinh thì cái chữ Giáng sinh đó, người ta thường hiểu theo cái nghĩa bình dân là mừng ngày Chúa sinh ra, mừng Chúa sinh ra. Điều này đúng nhưng không chính xác. Vậy đúng và không chính xác nó khác nhau làm sao? Đúng nghĩa là mừng Chúa sinh ra, có nghĩa là mừng Chúa hiện diện ở trần gian này. Sinh ra thì mới có, phải Chúa đang hiện diện thì phải sinh, phải có lúc sinh ra chứ. Không có sinh ra thì làm sao hiện diện? Thì chúng ta mừng Chúa sinh ra là đúng, nhưng không chính xác ở cái chỗ này. Vì hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta sẽ không có bao giờ chính xác ngày Chúa sinh ra là 25 tháng 12. Không bao giờ chính xác. Và cái ngày 25 tháng 12 là một ngày chọn lựa thôi, chọn một ngày nào đó thôi. Chọn một ngày mà giáo hội chọn cái ngày này, bởi vì hồi đó khi bắt đầu lễ này thì ở châu, ở bên đặc biệt là Roma, có một cái lễ người ta đã có sẵn rồi, gọi là lễ mừng thần mặt trời, là lễ hội ngoài trời, ngoài đời đó. Giáo hội lấy cái ngày đó và gọi Chúa là mặt trời công chính, để chọn cái đó, vậy cho nó dễ thôi. Ngày nào cũng được mà chọn một cái ngày đó, nó cũng cứ tương hợp. Nhưng cái điều này là ban đầu giáo hội không có mừng cái ngày Chúa sinh ra, mà giáo hội mừng Chúa làm người. Nhớ ghi cái đó nha, mừng Chúa làm người. Giáo hội mừng Chúa làm người. Cái điều này rất cơ bản, rất là cơ bản. Vì nếu chúng ta không nắm vững cái này thì chúng ta cứ mừng nhiều khi sự kiện và một cái kỷ niệm thôi, nhưng mà cái ý nghĩa lớn hơn thì nó không có. Mừng Chúa làm người vì ba cái yếu tố này. Vì ba cái yếu tố này, trước hết là khi mà thành lập cái lễ này, tức là giáo hội lập cái lễ này này, chúng ta nhớ là cái lễ này có rất là trễ. 300 năm sau khi Chúa Giêsu về trời mới có cái lễ này, mới có lễ Giáng sinh này. Thế thì khi lúc bây giờ giáo hội thiết lập cái lễ này thì trong giáo hội lúc bây giờ nó đang có một cái bè rối, tên là bè rối Ario. Cái bè rối này bảo thế này: Thiên Chúa không có sinh ra, Thiên Chúa không có sinh ra, Thiên Chúa không thể làm người. Người là người chứ sao Chúa lại sinh ra làm người được. Đấy, bè rối nó nói vậy. Vậy thì làm sao? Nhưng Thiên Chúa chỉ mượn một cái thân xác của cái ông Giê-xu. Ông Giê-xu sinh ra chứ Thiên Chúa không sinh ra. Ario nói như vậy đó. Và vì thế ông Giê-xu đau khổ chứ Thiên Chúa không đau khổ. Ông Giê-xu chết chứ Thiên Chúa không chết. Hay nói cách khác, Thiên Chúa mượn một cái xác, có thế thôi. Còn Thiên Chúa không làm người. Nguy hiểm chưa? Thế thì chính vì đây là một cái bè rối rất là nguy hiểm như vậy, do đó giáo hội khi lập cái lễ này, giáo hội tuyên xưng đức tin. Do đó cái ý đầu tiên các con phải nhớ ghi cái câu này này: lễ đầu tiên là giáo hội tuyên xưng đức tin Thiên Chúa làm người. Nhớ nghe cái đó đó, cái đó là cái quan trọng đó. Giáo hội tuyên xưng rằng Thiên Chúa làm người để chống lại bè rối. Vì bè rối không tuyên xưng Chúa làm người. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, mà tại sao Thiên Chúa làm người? Đấy, tại sao Thiên Chúa làm người? Thế thì Thiên Chúa làm người để làm gì? Để Thiên Chúa phục hồi con người chúng ta. Và đây chính là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Con người của chúng ta rất đẹp trước tôn nhan Thiên Chúa. Nhưng bởi vì con người chúng ta đã đánh mất phẩm giá của mình vì tội, nên Thiên Chúa làm người để Thiên Chúa phục hồi lại cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Con người được dựng nên hình ảnh của Thiên Chúa, nên Chúa phục hồi lại chúng ta. Ngài làm người để phục hồi lại cái đó. Nói cho cái khác, nếu Thiên Chúa không làm người thì chúng ta không có cái giá trị đẹp đẽ trước tôn nhan Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa làm người, phẩm giá của chúng ta có một chỗ đứng vô cùng lớn lao. Thế thì phẩm giá của chúng ta phục hồi lại được rồi. Như thế này cho nó dễ hiểu này. Bây giờ ông Thánh Thomas Aquino, sau đó ông giải thích về cái chỗ mà Thiên Chúa phục hồi phẩm giá. Ông giải thích như thế này nè: nếu con người là một tác phẩm của Thiên Chúa, Thiên Chúa là tác giả, thì ông tác giả, ta nói một ví dụ,
một cái bức pho tượng. Ông ấy đẽo từ một khúc gỗ ra một bức pho tượng. Nếu cái bức pho tượng ấy nó xấu, nó dở về cách nào đó, ông có quyền ông cho cái bức pho tượng thành củi, thành củi. Nhưng ông mới là tác giả của cái bức tượng đó. Thế thì bây giờ cái bức tượng này nó bị khiếm khuyết cái gì đó. Bây giờ cái bàn tay của ông là ông là tác giả mà, nên ông có khả năng ông tư duy, ông làm độc đáo hơn. Ông biến cái tác phẩm bị khuyến khiết này bây giờ trở thành độc đáo hơn trước đó. Đây là một ví dụ cho dễ hiểu. Ở Việt Nam ta là dễ hiểu lắm, trước đây không có. Các con ròm cha này. Ngày trước á, hồi trước giải phóng với các con, cha nói thật các con, nó không có cái kiểu mà các tác phẩm mỹ thuật như vậy đâu. Các con biết không, mấy cái gốc cây ấy, nó cháy xém tiệt đi, người ta đốt rừng á, người ta chặt cái gốc cây cháy xém hết trơn rồi. Thế mà vào tay của mấy cái ông mà nghệ nhân đục đẽo sao đó ra một tác phẩm mỹ thuật luôn. Ai trông thấy rồi giơ tay cha xem. Chính mắt cha trông thấy cái khúc cây bị cháy xém, đốt rừng cháy xém cái gốc cây đó. Thế mà họ đục, họ cẩu cái gốc cây đó đưa vào cái tay của cái ông gọi là cái ông đục đẽo, ông nghệ nhân đó, đục mà sao chính cái chỗ mà cháy xém nó lại trở thành là cái độc đáo của tác phẩm. Lạ chưa? Sự khiếm khuyết của cái tác phẩm ấy mà bây giờ vào bàn tay của ông tác giả, ông mới biến lại cho nó trở thành là một tuyệt tác. Ông Thánh Thomas Aquino nói, chính vì sự tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa phục hồi chúng ta tốt hơn trước. Thế thì bây giờ có cái chuyện này, ông Thánh trước đó, thì ông Thánh Augustino có nói câu này nữa cơ này. Trong cái bài hát Exultet, đêm vọng phục sinh đó, mừng vui lên ơi muôn nước đấy, thì trong đó ông sẽ nói này, ôi tội hồng phúc, có nghe cái tiếng này bây giờ, ôi tội hồng phúc vì đã ban cho chúng ta đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Ông gọi là ôi tội, tội mà ông lại gọi là tội hồng phúc chứ, tội làm sao mà hồng phúc được. Thế mà ông gọi là ôi tội hồng phúc đó. Tội hồng phúc là ông bảo thế này, vì chúng ta có tội nên cái tội đó xét về một khía cạnh nào đó, Thiên Chúa thấy chúng ta có tội như vậy là cái nguyên nhân tình thương được triển ở tình thương đó được tuôn tràn cho chúng ta để Thiên Chúa làm người phục hồi chúng ta tốt hơn. Ông gọi là ôi tội hồng phúc đó, tội nguyên tổ mà ông gọi ôi tội hồng phúc. Có bố ai mà dám nói bảo tội hồng phúc là vậy thì nó phạm tội cho nó sướng đi thì chết. Ông gọi tội ôi tội hồng phúc là bởi vì nhờ qua cái tội đó mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta, mà Thiên Chúa phục hồi chúng ta lại. Như vậy cái yếu tố thứ hai của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là Thiên Chúa làm người để phục hồi chúng ta lại. Tác phẩm của Thiên Chúa là con người. Và cái thứ ba này là cao cả nhất đây này, Thiên Chúa làm người để chúng ta được trở thành con của Thiên Chúa. Đó là cách nói của Thánh Irene đó. Thiên Chúa làm người để con người trở thành con của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô cũng nói chúng ta được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Abba, lại Cha, là nhờ Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu không làm người, không có cho chúng ta cái tư cách này, chúng ta không làm, không có thể dám gọi, ai dám gọi Thiên Chúa là Cha? Hỗn phạm thượng. Và các con biết Hồi giáo hiện nay đây này này, Hồi giáo hiện nay mà chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha giống như là cha con, vậy là Hồi giáo cho là phạm thượng đó. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta được trở thành phẩm giá con của Thiên Chúa. Do đó ba cái yếu tố nhau. Thứ nhất, Thiên Chúa làm người để làm gì? Để chúng ta thấy Thiên Chúa. Nên Chúa nói không ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu Thiên Chúa không, con Thiên Chúa không đến với chúng ta và không dạy cho chúng ta biết, vậy thì Thiên Chúa làm người, bài lễ Giáng sinh là nhắm Thiên Chúa làm người chống lại bẻ rối, nhưng nhấn mạnh cho chúng ta thấy Thiên Chúa làm người để chúng ta thấy Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa một cách hữu hình nơi dung mạo của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa làm người để phục hồi phẩm giá con người chúng ta lên.
và Thiên Chúa làm người để cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa. Đó là ba cái chiều kích mà khi đó bây giờ giáo hội thiết lập cái lễ này. Thế thì Thiên Chúa làm người thì làm sao? À, đây là ý nghĩa của lễ Giáng sinh là Thiên Chúa làm người. Thế thì Thiên Chúa làm người làm sao? Bây giờ Ngài bằng bách, bây giờ Ngài sẽ tỏ cho chúng ta cách này hay cách khác thấy Ngài làm người. Giờ cha nói lại nhé, lễ Giáng sinh là bản chất là lễ Thiên Chúa làm người. Bây giờ làm sao cho chúng ta biết Ngài làm người? Ngài sẽ tỏ ra cho chúng ta bốn cách Ngài làm người. Nhớ ghi cái đó, bốn cách Ngài làm người. Và người ta còn gọi là lễ Giáng sinh là lễ Chúa tỏ mình ra. Lễ Chúa Giáng sinh là lễ Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa làm người. Nhưng bây giờ Ngài làm người làm sao mà chúng ta biết Ngài làm người? Thì Ngài sẽ tỏ ra chúng ta bốn dưới bốn hình thức. Và tất cả bốn hình thức này đều được gọi là hình thức chúng ta nhận biết Thiên Chúa làm người. Cha nói đến đây các con nắm ý chưa? Nắm hiểu ý cha nói không? Như vậy mục đích là lễ thì là Chúa làm người. Bây giờ Chúa sẽ tìm cách cho chúng ta thấy Ngài, Ngài làm người dưới bốn hình thức. Hình thức thứ nhất, à bây giờ cha giải thích về cái từ cái đã các con nghe, các con ơi này nghe để cha nói này, ta gọi là lễ Giáng sinh nhầm, chứ thực sự đã giải thích từng từ đó. Giáng sinh, giáng là xuống, sinh là ra. Lễ Giáng sinh là Thiên Chúa đến trần gian sinh ra, thì nó diễn tả một phần nào đó Thiên Chúa làm người thôi. Nhưng mà có một cái lễ này cùng nghĩa là Chúa làm người luôn, là lễ hiển linh. Nghe cái chữ hiển linh chưa? Hiển linh là gì? Linh là thần linh, hiển là tỏ ra. Hiển linh có nghĩa là thần linh tỏ mình ra, nghĩa là chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ, thần linh Thiên Chúa không thấy bao giờ, nhưng mà bây giờ thần linh là Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Thì đối với chúng ta đây nha, lễ Giáng sinh và lễ hiển linh hai từ khác nhau nhưng diễn tả cùng một lễ là Chúa tỏ mình ra. Nhớ, lễ hai dù hai tên khác nhau nhưng cùng một nghĩa, là bản chất của nó là lễ Chúa tỏ mình ra. Vì Chúa tỏ mình ra để cho chúng ta thấy Ngài làm người. Vậy thì Ngài tỏ mình ra như thế nào? Dưới bốn hình thức sau đây. Hình thức đầu tiên hết, Ngài làm người đó, Ngài làm người đó, đó là hình ảnh của một hài nhi mới sinh. Mà chúng ta hay chú ý vào yếu tố này là yếu tố Chúa sinh ra. Nhưng mà chỉ là một yếu tố nên nói cha nói là đúng nhưng mà không chính xác là vì vậy đó. Chúng ta có khuynh hướng chú ý vào hài nhi Giê-xu, nhưng mà mới chỉ là một hình thức đầu tiên thôi. Hình thức đầu tiên thôi. Hài nhi đấy là Thiên Chúa đó. Hài nhi đó là Thiên Chúa. Và bài tin mừng ông Thánh Luca đêm Giáng sinh, đêm Giáng sinh đó, đêm vọng đêm đêm mà lễ đêm Giáng sinh đó, thì đọc cái này là lúc bấy giờ khi Chúa Giê-xu sinh ra thì thiên thần báo cho các mục đồng cái câu này: hôm nay ta báo cho các ngươi một tin vui, và đó cũng là tin vui cho toàn dân. Cái cụm từ ông dùng đó, cho toàn dân, tức là toàn thể nhân loại, chứ không phải tin vui cho riêng có mấy mục đồng đâu. Cho toàn dân, hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi, và đây là dấu chỉ các ngươi thấy đấng cứu thế này. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải đặt nằm trong máng cỏ. Cái hài nhi đó đó chính là đấng cứu thế ban cho chúng ta. Như vậy cái hình ảnh đầu tiên là hài nhi Giê-xu, là Thiên Chúa tỏ mình. Chúa tỏ mình ra khuôn mặt của một hài nhi. Nhớ nhé, hài nhi. Đó, đó là cái hình ảnh thứ nhất. Kế đến, Chúa tỏ mình ra đến thứ hai, đó là gì? Chúa tỏ mình ra bây giờ không phải là một hài nhi nữa rồi, mà Chúa tỏ mình ra là một em bé. Là một em bé. Thế cha giải thích này các con về vấn đề trật tự thời gian nhé. Nhớ ghi nhớ nha con. Bây giờ như thế này nè, hôm nay có đi lễ hết cả chưa? Có đi lễ không? Bài tin mừng hôm nay nói về cái gì? Bà tiên tri Anna nói về trẻ này cho tất cả những người này, trẻ này và mọi người sửng sốt, có nhớ không nào? Có nhớ bài tin mừng hôm nay không? Thế cái câu chuyện bài tin mừng hôm nay là cái gì? Là bài tin mừng hôm nay là sau khi Đức Mẹ sinh Chúa rồi mới bế Chúa vào đền thờ 40 ngày. Thế lúc nãy cha giảng ngày thích nhà thờ này, có người biết, có người không biết, có mấy bà không có biết. Thế thì theo niềm tin của người Do Thái, một em bé, và em bé nam thôi nha, cha xin lỗi các con nha, thời xưa là trọng nam khinh nữ, nó vậy, nó là vậy. Thế giờ hỏi cha sao vậy? Thế nó là vậy.
trọng nam khinh nữ, thành người ta chỉ tính con trai thôi. Thế thì một bé nam sinh ra, không có thế này nói bé gái cả, bé nam sinh ra thì là từ khi bé sinh ra đúng 8 ngày sau thì có cái nghi thức gọi là nghi thức đặt tên và cắt bì cho bé. Thì ta nói cho nó dễ hiểu thế này này, là nghi thức cắt bì đó là cái nghi thức gia nhập do Thái giáo, tức là gia nghi thức nhập đạo đó. Cũng tựa như chúng ta là rửa tội, chúng ta đây là và là ở bây giờ chúng ta ấy là em bé đi rửa tội là nhập là con cái Chúa, thì người Do Thái là bé trai 8 ngày là sẽ có nghi thức nhập đạo. Thế thì nghi thức nhập đạo thì có hai yếu tố. Thứ nhất là đặt tên cho bé. Đó là chính là câu chuyện nhớ sau khi sinh Gioan thầy già 8 ngày hỏi tên đặt cho cháu là gì, nhớ cái chuyện mà đặt tên đó là Gioan không? Đấy, là vậy. Kế đến cái việc thứ hai của cái ngày thứ 8 đó là cắt bì cho con trẻ. Các con có biết cắt bì là làm sao không? Ai hiểu cắt bì là cha đưa tay cha xem. Bây giờ lên đây cắt nghĩa xem cắt bì như thế nào, đứng nói được cho cha nghe xem được không? Giơ tay thì cắt nghĩa cắt bì là cắt da. Cắt da là lấy tay lấy dao xẻ da tay này này, ở tay này cắt bì. Cắt bì là giống như là bánh mì bì. Bánh mì bì, bì là lấy dao cắt ở bì. Thế xu lại cho tôi lúc nãy hỏi nhà thờ đây. Các ông các bà có biết cách gọi là nghi thức gọi là cắt bì là sao không? Không biết. Thế rồi bây giờ bảo cắt bì là cắt cái da quy đầu. Các bà kia bảo da quy đầu là cái gì cha? Sự lại Chúa thầy chán mồm mẹ anh chả biết chất da quy đầu. Bà kia hôm nay ra hỏi, hôm nay là vừa lễ ra hỏi cha da quy đầu là cái gì cha? Hôm nay cha nói gì cái gì quy đầu. Bà về bà hỏi con nhà bà chứ cha xứ không có nói được. Chán quá thật. Không có biết, không thật mà đó, nhiều khi không có nghe cái tiếng này bao giờ, không nghe tiếng này bao giờ thật, mấy bà già đâu biết đi. Nói cha nói gì con không có hiểu. Bà về bà hỏi mấy cái đứa nhà con nhà bà, chỉ sợ nói là không hiểu nữa, chết. Bà đi hỏi bác sĩ, còn em không nói được, em là cha xứ em không nói được, kỳ lắm. Nói được nhưng mà nó kỳ lắm. Chỉ có con trai mới ra cắt cái da quy đầu thôi, con gái không đó, theo cái luật đó là như vậy, người Do Thái nó vậy, nó vậy thôi. Thì là cái nghi thức của người ta vậy. 8 ngày xong thì 40 ngày tính từ ngày sinh ra thì đem con lên dâng cho Chúa, và cái lễ đó gọi là lễ dâng Chúa vào đền thờ chính là 40 ngày nhé. Các con nhớ hiện nay lễ dâng Chúa vào đền thờ ngày mùng mấy tháng mấy? Mùng 2 tháng 2 là lễ đó, là 40 ngày đó. Sau khi mẹ Đức sinh con trai xong đem lên nhà thờ để dâng cho Chúa là ngày ngay đó. Con hỏi lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, có nhớ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ không? 21 tháng Giêng là cái chỗ nào? Cũng không biết, cha ông chịu thua thôi. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ dâng lúc nào cha ông chả biết. Nhưng còn Chúa dâng Chúa vào đền thờ là 40 ngày đó. 40 ngày là lễ Chúa dâng vào Chúa đền thờ đó. Thế thì dâng Chúa về đền thờ thì có hai việc: dâng con, dâng cho Chúa, tạ ơn Chúa vì cái đứa con đó, và đồng thời lại là một cái dịp để thanh tẩy người mẹ luôn. Vì theo luật Do Thái, người mẹ khi sinh con thì người ta bảo vậy thôi, ô uế. Thế giờ đây lên trên đàn thờ để cái ông tư tế ông thanh tẩy cho nó sạch sẽ, nó vậy thôi. Thế luật đó vậy, người Do Thái có luật sạch sẽ. Đi ra đường cũng vậy, các con có biết đi ra đường là phải về rửa tay, nếu quệt vào ai kia thì chết đấy, theo luật đó. Vì thế tại sao Chúa Giêsu mà cứ đi về xong là nó bắt phải Chúa ăn xong không rửa tay? Các ông biết tại sao không? Vì luật Do Thái là như thế này: chạm vào cái gì á mà nó bảo bẩn thì là tự dưng mình ô uế. Chạm vào thôi là ô uế. Ta nói ví dụ như vậy nhé, bây giờ đi ra ngoài kia đâu có biết, cho con biết là những cái người mà không phải là Do Thái đó, là người Do Thái không có tiếp xúc, không có tiếp xúc. Họ còn gần như người ta nói là cái người Do Thái cái thời Chúa Giêsu họ hoàn toàn là họ loại trừ những người không phải Do Thái, họ không tiếp xúc. Thế thì bây giờ đi ra ngoài đường những người không phải Do Thái họ nhớ họ bôi tay nó vào cái thành cầu thang mình đi, không biết mình quệt vào, thế là mình bị ô uế, thế mới khổ vậy. Tay chân quệt vào cái chỗ người ngoại, nó quệt vào chỗ nào đó là mình về bị ô uế luôn. Thế do đó nó đâu có biết là người nào quệt hay không quệt, thế mình cũng đi chung chung ở đường về quệt, thế là về buộc phải rửa tay.
Chúa Giêsu không rửa tay. Thế là người Do Thái bảo vi phạm luật thanh sạch. Khổ vậy đó. Cái gì nó cũng kỹ lưỡng, cái hồi Chúa Giêsu nó kỹ lưỡng vậy. Mà rồi họ giải thích cái luật thanh sạch nhiều chi tiết, nhiều khi mình thấy nó phi lý, nhưng mà nó là vậy. Bây giờ thì nó nhẹ rồi. Thế thì 40 ngày khi mà dâng con cho đền thờ, thế thì làm sao? Cái bà Anna đó, bà ấy giới thiệu sao? Đây là nói về trẻ hài nhi cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu độ của Israel. Thế thì chúng ta lưu ý có một chi tiết này là 40 ngày nhé, dâng chúc ở đền thờ. Vậy thì mấy cái vị đạo sĩ đi viếng Chúa lúc nào? Theo khoa Chúa giải Kinh Thánh, 40 ngày tức là dâng chúc ở đền thờ thì khi Đức Mẹ sinh con ra là đấng cứu thế đó. Bây giờ từ đó cho đến lúc dâng chúc bài đền thờ, Đức Mẹ ở đâu? Bây giờ cha cũng giải thích cho các con nghe. Nhiều người cứ nghĩ là khi Đức Mẹ sinh con ra thì sinh ở trong hang đá. Nhưng mà giờ Kinh Thánh ra mà xem, ai mà đọc ở chỗ nào Đức Mẹ sinh Chúa ở trong hang đá thì cứ chém đầu cha luôn. Đố mà tìm ra có chỗ nào Chúa Mẹ sinh Chúa còn trong hang đá. Đố mà tìm chỗ nào. Chỉ có ông thiên thần, ông chỉ có nói thế này thôi, là thấy một con trẻ bọc trong khăn vải đặt nằm trong máng cỏ, thì cái máng cỏ có bảo đảm trong hang đá không? Cái máng cỏ nó nằm ở đâu? Có phải máng cỏ ở trong hang không? Đấy là vấn đề. Mà cái từ máng cỏ này là cái máng gì? Có phải là máng bỏ rơm cho bò ăn không? Thì cái từ tiếng Hy Lạp lại không phải như thế. Chúng ta dịch là máng cỏ, nhưng mà thực ra nó là cái rương. Từ nó là cái rương, cái thùng đồ nghề. Nó là cái từ tiếng Hy Lạp, nó là cái đó, cái rương mà cái thùng đồ nghề. Không biết có phải không, mình không dám kết luận, nhưng mà nó không phải là cái máng cho con bò nó ăn, cũng giống như máng cám cho heo ăn, không phải là cái từ đó. Vì cái máng cho con bò ăn và cái máng cám cho heo ăn nó có cái từ riêng, nhưng mà ở đây ông Thánh Luca không có dùng từ đó, mà cái từ đó lại là từ cái hộp, cái thùng, cái rương. Thì không biết có phải là cái rương. Có biết cái rương không con? Cái rương là cái gì con? Ngày xưa nó không có vali, giờ nghe không con? Không có vali, mà cái thùng á, thùng gỗ á, thùng gỗ á. Bây giờ có biết YouTube không con? YouTube là cái gì? YouTube ở nhà có được vào cái đó không? Không được vào hả? Mà các chị giáo có cho xem bao giờ YouTube không? Có, bây giờ về thưa chị giáo nghe chưa? Ghi vào cha bảo, thưa chị, cha bảo, chị mở YouTube cho em xem. Đây nhà cha nói, nghe đây này con này. Đây này, mấy đứa không có biết cái rương làm sao mà chơi dạy học, khổ quá. Bây giờ nè, con đánh cái YouTube nha, đánh vào YouTube, đánh vào chỗ tìm đó. Di cư năm 1954, nhớ ghi cái đó nha. Là người ta quay một số cái cuộn phim mà lúc bấy giờ chạy di cư 1954 trốn Việt Minh ở miền Bắc vào trong miền Nam. Cha, bố mẹ cha là người trốn Việt Minh 1954 đây. Trốn Việt Minh miền Bắc á, và trong Nam này. Bây giờ người ta gọi là người Bắc 54 và người Bắc 75, có nghe nói bao giờ không? Cha là Bắc 54, còn một số người Bắc 75, còn có một số người Bắc nó 90. Đó, các con có hiểu cha nói chưa? Thế thì bây giờ các con đừng có ghi Bắc 54 là không có vào ra, vào YouTube đánh di cư, nhớ chưa? Đánh cái chữ di cư. Di cư 1954 nó hiện lên trên đó những cái hình ảnh mà xách cái rương xuống tàu há mồm, à, có nghe tàu há mồm không? Đấy, không biết thì kệ, cái đánh vào chó nó ta xem cái tàu há mồm nó há mồm nó ra làm sao. Rồi đi xuống thuyền, xuống ghe, đi gì gì đó. Không có vali. Gần như 10 người thì cả 10 người xách rương hết. Xách rương hết, xách cái thùng, xách cái vali mà bằng gỗ thế này xách đi hết. Đó, nhìn cái đó là cái rương đó, cái rương đó. Gọi là vali bằng gỗ thì gọi là rương, nhớ chưa? Chú không biết thì chả nhìn mấy em ánh mắt cắt nghĩa, nó cũng nhìn như không, chán ghê.
thì có thể là ông Thánh Giuse khi mà đi kiểm tra dân số nghèo khó, chả có cái gì, tất cả đồ nề mọi cái cho vào cái rương đó đi. Có thể một số nhà chú giải là cắt nghĩa vậy, có thể cho vào cái rương đó đi, rồi đến ở cái chỗ nào đó, đến Bethlehem không có hàng quán gì hết cả, họ không có đón nhận, thì không biết vào cái trái nhà nào hay là đi ở cái chỗ nào mà hang thì chắc là không có rồi đó. Cha xin lỗi các con nhé, vì trong Kinh Thánh không nói hang, mà cha đã đến Bethlehem rồi nữa, cha đến Bethlehem nữa rồi, cha đến Israel nữa rồi nữa. Thì cái chỗ mà Chúa sinh ra, bây giờ họ phá banh ra rồi, họ làm cái nhà thờ lên trên đó rồi, họ để cái ngôi sao chỗ mà Chúa sinh ra đây, không thấy hang hố gì sức cả, không thấy hang hố gì hết. Nghĩa là cái dấu vết hồi Chúa sinh ra nó là cái gì, 2000 năm bây giờ nó không còn dấu vết gì. Bây giờ họ chỉ làm một cái bàn thờ đó, có cái ngôi sao đó, họ bảo chỗ Chúa sinh ra thì tôi biết vậy. Thế thì cha mới hỏi ở cái chỗ đó, là cái thời đó khi Chúa sinh ra ở Bethlehem, thì cái vùng này bây giờ 2000 năm trước đây nó đồng không, bây giờ người ta mới xây nhà lên thì nó như thế nào? Thì nó là như thế này. Người ta còn quay lại, thí dụ chẳng hạn cách đây 1000 năm thì người ta diễn tả, chúng con nhớ là cái quay phim này nhá, hình ảnh quay phim chúng ta ghi âm ghi như thế này là mới chỉ có vài thế kỷ nay thôi. Còn trước đây là muốn biết là do cái tay vẽ. Cha nói các con nhé, biết bức La Gioconda không? Biết La Gioconda của Leonardo da Vinci không? Con biết biết bức đó không? Ai biết bức La Gioconda? Giơ tay xem nào. Đấy. Thôi có biết bức bức Tịch Ly đây không? Biết bức Tịch Ly đây không? Của Leonardo da Vinci á. La Gioconda thì không biết, nhưng mà bức Tịch Ly không biết. Thế ngày xưa đó, mấy cái ông mà họa sĩ tài đó, ông mới vẽ không có máy chụp hình. Máy chụp hình như mà chụp như vậy này, chụp cha một cái, bây giờ quay YouTube kia, người ta nhìn cha thủ khắp nơi thì đúng 100% người này, từ người hết tất cả vậy. Nhưng mà ngày xưa không có máy chụp hình, thế thì làm sao? Các ông họa sĩ, ông vẽ gần như gần chính xác. Cha nói thí dụ một cái ví dụ này cho dễ hiểu cho con này. Đức mẹ Lộ Đức 1000, Đức mẹ hiện ra với cô Bernadette là 1958. Cô ấy không có chụp hình Đức mẹ tí nào hết, có biết gì đâu, con bé 9 tuổi chụp hình cái gì. Thế con bé về kể, bà như vậy, bà mặc áo trắng vậy, thắt đai vậy, trên cái chân của bà có hoa hồng. Nó về nó kể, thế bây giờ làm sao? Thế Đức giám mục với bà, bây giờ con kể đi. Gọi 100 ông họa sĩ đến nghe con bé nó kể, nó tả về Đức mẹ. Thế 100 ông họa sĩ nó nghe, bây giờ 100 ông về nghe con bé nó kể về tạc tượng Đức mẹ theo nó kể đi, tô màu tôi nhớ các thứ này cao lớn này, nó kể sao mà làm y vậy. Thế nó bắt đầu các ông mới tưởng tượng theo cái trí khôn của các ông mới tạc 100 cái bức tượng để đây, gọi con bé Bernadette, bây giờ con đi ra con xem 100 cái tượng này, tượng nào là giống nhất. Nó bảo không có một cái tượng nào giống như của con nhìn hết. Nó tả cái người nói, cái người trực tiếp thấy, nhưng cái người tả lại không thấy bao giờ, thì cứ nghe cái người kia. Cha nói các con, bây giờ cha đang giảng cho các con đây, trong đầu của cha 100 phần thì các con nghe, các con bắt được 30 phần là cha mừng rồi đó. 30 phần là cha mừng rồi đó, chứ đừng có nói đến 50 phần nữa. Thế vì cái con bé này nó kể thì cái người nghe thì nhiều khi nghe xong rồi lại có cái yếu tố nào đó, thế nên nó phóng đại ra cái kiểu của mình, nó tô vẽ ra mình. Thế là vẽ, nó có vẽ là không có bức tượng nào giống hết. Thế bây giờ Đức giám mục mới bảo, con ơi con, bằng này người vẽ, bằng này người tạc, mà con bảo không có bức nào hết cả, bây giờ muốn có một tượng Đức mẹ thì làm sao? Bây giờ thì bây giờ này, cha nói con nghe, bây giờ con xem 100 bức, không bức nào giống tượng sống thì được rồi, còn bức nào giống khá nhất, nó chỉ cái bức này, khá bao nhiêu, chưa được 50%. Rồi, bây giờ lấy cái bức đó làm mẫu, để ra đây, tất cả 100 người kia xem lại. Bây giờ con tả lại lần nữa đi, cái bức này làm thế này, không giống ở cái chỗ nào. Bây giờ tất cả mọi người nhìn cái bức này được có 50% mà, bây giờ không giống cái nào, con nói cho mọi người cùng nghe. Lấy cái này làm chuẩn, bản mẫu 1, mắt Đức mẹ như thế này, không đúng. Nghe nó, con bé nó kể này,
mắt Đức Mẹ thế này, phải sửa lại thế này. Tay Đức Mẹ chắp, phải đưa lên một tí. Cái áo, cái tà áo, phải phất sang bên này một tí. Cái chân Đức Mẹ, ngón tay chân, nó đưa vào một tí. Nghe hết rõ chưa? Rồi, lấy cái bức này làm mẫu, làm lại, tất cả đục lại hết. 100 bước khác. Làm lần thứ hai, 100 bước khác. Con xem, khá hơn một tí, cũng chưa được. Bây giờ con chọn cái bước nào tốt nhất, làm mẫu lần thứ hai, chọn bước thứ hai. Các ông lại nghe tiếp đây này, nghe con bé kể tiếp. Bước này sai cái gì, đúng cái gì, nói cho họ nghe. Các con biết bao nhiêu lần mới ra được bức tượng như thế này không? 12 lần. 12 lần mới ra đến khi được bức tượng hiện nay ở cái chỗ Lộ Đức đó. Hỏi cái bức tượng nó, 12 lần làm đi làm lại mấy bức tượng đó. Đến khi Bernadette bảo, cũng chỉ được khoảng chừng 70-80% thôi, chứ không đúng như Đức Mẹ như kia. Thế làm sao mà hoàn hảo được 100%? Thành thử ra Đức Mẹ bây giờ mà các họa sĩ, các tác nghệ nhân người ta làm như thế vậy. Còn đây thì lại Chúa tôi mình đây đây. Bây giờ cứ xem có cha đi ra ngoài Bắc, có cái chỗ kia Đức Mẹ to tút nù ú ấy thế Giê-xu. Chúa tôi gặp ngài cái ông tượng, ông béo, ông đập Đức Mẹ béo. Lại Chúa tôi. Còn bên kia thì Đức Mẹ ốm o về Chúa tôi. Còn đó, có tượng thì Đức Mẹ mắt to lo, to lú, to như là mắt như mắt cá cáo vậy này. Còn chỗ thì Đức Mẹ mắt hím này. Mà cũng là Đức Mẹ Lộ Đức luôn. Mà mỗi nơi một kiểu, mỗi nơi một chỗ. Tôi chào thua thì chịu thôi. Mà người ta vẫn cầu nguyện được. Hỏi có đúng như vậy không? Cha dám cam kết tất cả mọi bức tượng trên thế gian này tả về Chúa và Đức Mẹ không thể nào mà dính hoàn xác được. Làm sao mà được? Đúng. Bây giờ cha quay trở lại này các con. Giê-xu cha đi đâu mà cha đi lang thang cùng với tất cả vậy? Cha lại nói đắp tượng, tấp tung như vậy. Mà sao cha kể mấy cái này hình như các con thích nghe hay sao? Thích nghe không? Thích không con? Có nghe cái này bây giờ chưa? Chưa nghe bây giờ phải không? À, mừng lắm bởi vì lần đầu tiên được nghe cái này mừng quá. Làm tượng, đắp tượng, vẽ hành, vẽ ải. Thế bây giờ cha nói lại này. Thế thì làm sao? Bây giờ á, sau khi Chúa sinh ra rồi, bây giờ người ta cứ chế ra, chả hiểu. Cái rương, không biết có phải của ông Thánh Giuse đổ hết đồ ra, đặt Chúa vào đó không thì chẳng hiểu. Mình không dám kết đoạn. Mà rồi cái lương đó, rồi để ở đâu? Không có. Không biết. Cha đến Bethlehem thì người ta nói thế này. Cái hang á, mà to á, thật là to. Bây giờ người ta còn lưu lại đó. Bởi vì hang nó như thế nào? Đặt nó như thế này cho nó dễ hiểu này. Là Bethlehem là đất, là cái vùng những nó đồi mà gọi là đồi đó là bằng đá vôi. Thế nước nó xuống, nó cứ cuốn vậy này, nó làm những cái hốc. Nếu ta chẳng hạn ta nói như vậy, cái sườn đồi như thế này nhá, sườn đồi như vậy, cái đá vôi mà nước nó cuốn đất đi, thế nó tạo thành những cái hốc ở bên trong, hốc như vậy nè. Thì một vài cái hốc to á, thì có thể chỉ khoảng chừng 3-4 người khum vào trong đó ngồi thì được. Còn nói con bò chui vào đó thì chào thua luôn. Con bò nó chắc bằng con chó thì chui vào được. Nó bé lắm. Hang nó bé mà thật to là chỉ 4-5 người mà đi thẳng vào không được. Phải khum vào. Thế thì có những cái hốc như vậy đó, thì nó là như thế này. Đá vôi, nước nó cuốn đá vôi. Thì nó là những cái quả đồi. Thế thì những cái đứa chăn chiên đó, nó chăn chiên thì nó lùa chiên ra cái quả đồi đó. Nó chiên nó đi ra quả đồi đó. Thì đồi nó mập ma mập mung. Chúng ta nhớ là thời Chúa Giê-xu chiên là tài sản của các gia đình. Cũng giống như nhà nghèo ở giữa miền Tây ngày xưa của chúng ta, hay là nhà ở miền quê chúng ta, trâu bò là tài sản. Thì người Do Thái chiên là tài sản. Vì thế hầu chắc nhà nào cũng có nuôi. Nhà nuôi nhiều, nhà nuôi ít.
Thế thì khi nuôi nó, họ lùa tất cả chiên đi ra ngoài đồng cỏ như vậy hết. Mấy cái đứa nó đi chăn chiên, thì nó lùa mấy con chiên nó chung nó đi ăn như vậy. Thế nó ngồi nó chơi với nhau, nó ngồi chơi với nhau. Đến lúc tối thì nó gọi, nên chiên ta thì nghe tiếng ta. Nhà nó có mấy con nó biết nó gọi, mà con chiên nó nghe nó quen đi, cũng giống như chó nhà mình thôi. Ki 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 ki, co thì nó đến nghe tiếng mình nó chạy thôi. Cho còn người khác gọi nó đâu có đến. Thế là gọi, thế thì tất cả những cái đứa chăn chiên nó gọi con chiên ở đang ở chỗ nào về. Về thì sao? Nó mới cắt đặt nhau là nó lùa hết chiên của các nhà vào một túm vào một cái buổi tối vào một chỗ như thế này. Thế thì nó cắt cử nhau phiên canh bày chiên của nhau vậy. Nó không có lùa về nhà, nghe không? Không có lùa, người Do Thái không có lùa về nhà. Tối tập trung vào một chỗ, rồi nó túm vào với nhau chỗ nào, nó chia phiên nhau, canh chung đàn bầy như vậy đó. Thì ta mới hiểu được tại sao mà ban đêm thiên thần báo mộng cho các thánh, các mộc đờ là hôm nay ta báo cho các ngươi là một tin vui, đây là đấng cứu thế. Thì mới biết nó đang ở ngoài đồng chứ, chứ nó đâu có ở nhà nó đâu. Đến cái chỗ này các con nắm chưa? Đọc kinh thánh hiểu chỗ này chưa? Thế là nó ở ngoài chung với cả nhau vậy. Thế là nó ra, thế đến khi nghe tin nó đến, thì á, cái chỗ hang bảo đảm là mấy con chiên nó ở ngoài đồng, tức là ngoài nó lộ thiên như thế này. Còn mấy cái đứa mà chăn chiên, nếu giả thiết mà nó ở trong, thì chúng nó rúc vào một cái hang nào đó, mấy đứa thôi, để nó qua đêm, rồi sáng mai nó phải chui ra để nó lùa đoàn chiên đi tiếp. Thì cho đến giờ này không ai dám khẳng định là có phải Đức Mẹ và ông Thánh Giuse tìm một cái hốc hang bé bé nào đó, chui vào trong đó, rồi mở cái rương ra cho con vào trong đó khi sinh. Không biết có phải vậy không, thì không ai dám mạnh nó mạnh. Nhưng mà nếu giả là túng bẫn lắm mà chui vào một cái hang như vậy, thì bảo đảm 100% không thể nào ở đó 40 ngày cho đến khi dâng con trong đền thờ được. Không có, mà cũng không thể ở chọn cái chỗ đó mà thành ở nhà mình ở được. Thôi thì túng bẫn sinh con ở trong đó, rồi cũng phải liệu đi ra đi đâu ở đi, làm cái chỗ nào. Mình cho đến giờ này những cái chi tiết đó chúng ta không có biết, để chúng ta không dám nói mạnh được. Chính vì vậy ba vị đạo sĩ khi mà tìm Chúa, ngôi sao từ Đông Phương, khi đến tìm Chúa, đến Bethlehem, đến Jerusalem thì mất dấu ngôi sao. Mấy ông mới vào trong hỏi vua Herodê, thì Herodê bảo rằng là người ta nói trong sách gọi tất cả các triều thần đến, mình này nghe nói như vậy thì bây giờ sao như thế nào, các ngươi cho ta biết tin. Sách nói rằng tại Bethlehem đất Giuđa, vì nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thiếu gì đấy. Thế thì Herodê bảo Bethlehem đi. Thế là mấy ông đi ra, thế vừa đi ra thì lại không cần phải Herodê chỉ nữa, ngôi sao lại xuất hiện trước mặt họ. Xuất hiện làm sao? Các con nghe cái câu này của ông Thánh Matthew này: ngôi sao lại xuất hiện trước mặt họ và dẫn họ đến chỗ hài nhi ở. Các con có để ý chưa đâu? Không hề nói là dẫn ngôi sao, dẫn đến chỗ hang đá, dẫn đến chỗ hài nhi ở. Mà hài nhi ở đâu? Hài nhi ở, ở cái chỗ hài nhi ở ấy. Hỏi ở đâu? Ở cái chỗ ở ấy. Cha cũng không biết. Hai cái lý do này, thứ nhất là chúng ta không biết ở chỗ nào thì chúng ta bảo chỗ ở. Nhưng mà cái lý do thứ hai này, chúng tôi đi tìm vua người Do Thái, thế thì vua người Do Thái ở đâu thì tôi tìm được là được thôi chứ sao. Vua người Do Thái ở trong triều đình thì tôi tìm trong triều đình. Vua người Do Thái ở chỗ này thì tôi tìm chỗ này. Bây giờ cha hỏi các con cho ví dụ này. Bây giờ các con đi tìm cha thủ, các con đi tìm cha thủ. Bây giờ giờ phút này cha ở nhà thờ. Bây giờ giả dụ như bây giờ sáng mai các con tìm cha đi ra việc nọ việc kia, ở chỗ nọ chỗ kia, thì các con đến nhà này không gặp cha thì thấy cha ở đâu? Thì cha ở chỗ kia. Đi tìm ai? Đi tìm cha, chứ có đi tìm chỗ đâu. Có phải vậy không? Mà chúng tôi đi tìm vua Do Thái thì bây giờ vua Do Thái ở chỗ nào thì tôi đến chỗ đó tôi ở thôi, đến chỗ đó thôi. Ông Thánh Matthew ông mới kể chỗ đó đó. Thấy tinh tế không? Như vậy thì chúng ta phải lưu ý hai thời điểm và hai không gian khác nhau. Thời điểm thứ nhất, hài nhi mới sinh, khác với thời điểm
ba vua đến thăm Chúa Giêsu. Nhớ nhầm, hai cái khác nhau nhau. Do đó chúng ta cứ cho tất cả vào một cái chỗ, tất cả là chật lất hết nhầm. Hai thời điểm khác nhau. Thứ hai, hai không gian khác nhau. Chúa sinh ra trong máng cỏ, chỗ nào không biết. Còn ba vị đạo sĩ đến chỗ ở thì Chúa ở chỗ nào cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn là không ở cái chỗ mà Chúa sinh ra. Vì nếu Chúa sinh ra bần hàn đến như kia, không thể cứ rúc ở trong đó mà trong đến mấy. Đây là ta nói tiếp nhé. Không thể 40 ngày mà các ông đến kịp được. Vì ông từ Đông Phương, tức là Iran, Iraq hiện nay bây giờ, mà đi bằng, hồi đó không có máy bay, đi mà phương tiện hiện đại nhất là đi bằng lạc đà hay ngựa, chí ít là một tháng trời. Chí ít là một tháng trời. Chí ít là một tháng trời. Chứ không có phải dưới đâu. Mà người ta nói vừa đi vừa nghỉ phải là 3 tháng. Con ngựa nào, con ngựa nó chạy miên man, chạy suốt cả một ngày mà không cho nó thở, nó nằm chết đơ ngay giữa đường luôn chứ đừng có nói. Con ngựa nó có chạy á, nó cho nó phi á, thì nó phải chạy một ngày 24 giờ thì nó chỉ chạy được khoảng chừng tối 6 tiếng đồng hồ là phải cho nó nghỉ bằng đấy, bù lại. Nó làm sao nó chạy được mãi vậy? Nó là sức người, là sức con vật mà, có khỏi có máy đâu. Các con cứ đi liên miên 24 tiếng đồng hồ, cứ liên miên, cứ đi bộ liên miên 24 tiếng đồng hồ, không ngơi, không nghỉ, không ăn, không uống. Các con đi nổi không? Cứ đi bộ không thôi. Các con đi nổi không? Có đi mà ăn, có đi mà có khi mà đi khối ấy, làm sao mà đi được? Vậy vừa đưa vừa để cha kể chuyện cho các con nghe là cái này là cha vô cùng bất ngờ vô cùng. Cái hôm đó cha đi lên trên miếng đá Đà Lạt cha giảng tĩnh tâm. Thế có cái ông, ông bảo cha, cha con mời cha đến nhà con chơi. Được rồi đến, tại vì cái người đó cũng quen với cái vườn xoài. Thế cha đến nhà chơi. Thế vừa đến nhà chơi gặp bà ấy, bà bảo cha ơi cha. Cha nhìn cái xe này, cái xe Honda 50 con, có biết xe Honda 50 không? Nhìn thấy xe Honda 50 bây giờ chưa? Xe Honda 50 biết nhìn thấy xe Honda 50 chưa? Xe nó tạch 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 mà nổ máy lên nó tạch 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 tạch. Mà xe 50 nó lâu lắm rồi mà nhìn nó bệ rạc lắm rồi. Bà chỉ cha là cha, cha, cha biết cái xe không? Biết chứ sao không biết xe Honda 50. Con đi xe này từ trên Đà Lạt, tức là từ trên chỗ Bảo Lộc đó, con đi về Sài Gòn đấy cha. Con đi cái xe này đó. Thế chú tôi tròn xoe tôi mắt, tôi bảo lại chú tôi, bà đi qua đèo, cái đèo Bảo Lộc 10 cây số rồi bà đi từ đây mà về Sài Gòn, con đi về tận đến chỗ vườn xoài luôn á, con đi bằng cái xe này đấy cha. Thế chú tôi bảo lại chú tôi, bà chạy cái xe này và bỏ phó linh hồn bà đi xe này, vậy là đi bao nhiêu, bà đi bao lâu mà. Thế bà nói về tôi, cha mới bất ngờ, cha bảo về, cha ơi cha, con đi xe này, con đi 4 ngày, Giê-xu là Chúa, con đi 4 ngày, con đi xe này con đi 4 ngày, mà đi 4 ngày là làm sao? Thưa cha, con tắt đầu từ trên này, đầu đèo, con đi xuống đèo 10 cây số, con ghé ở chỗ Maragui, con nghỉ 1 ngày, thế là hết 1 ngày. Xuống đèo có mỗi 10 cây số thôi, con đến đó con nghỉ 1 ngày, con đến đó con chơi, con nghỉ ngơi, con nghỉ khỏe rồi, xong rồi bắt đầu. Con bắt đầu từ Malagui, con chạy xuống, dưới xuống đến chỗ là Gia Kiệm. Con lại nghỉ 1 ngày nữa, thế là 2 ngày, đến Gia Kiệm nghỉ 1 ngày nữa. Con đi loanh quanh ở Gia Kiệm, con chơi. Sau rồi, từ Gia Kiệm, con lại chạy cái xe này. Con đến Hồ Nai, con nghỉ 1 ngày nữa. Thôi được rồi, là 3 ngày. Con Hồ Nai, con đi thăm, chơi. Sau rồi từ Hồ Nai con về Sài Gòn 1 ngày nữa là 4 ngày. Thế xuống lại cho bảo em lạy má thôi, em cứ tưởng là má đi cái xe Honda Dam này một lèo từ trên này về Sài Gòn mà nó đi 4 ngày. Mà cái đoạn đầu tiên hết xuống đèo có hơn 10 cây số là nghỉ 1 ngày. Cha bảo thì ra bây giờ em mới ngộ ra được cái điều là ba vị đạo sĩ đi từ phương Đông đến Chúa thì phải lâu biết được nào. Đi còn phải dích sắc còn nghỉ ngơi nữa chứ. Chứ nó có đi một lèo đâu. Mà đây thế kỷ thứ 21 đi từ Bảo Lộc về Sài Gòn đi 4 ngày. Đấy, Chúa tôi đi 4 ngày. Cái đó rồi bà bảo con vừa đi du lịch. Chúa là cha du lịch. Còn các vị đạo sĩ kia chắc cũng đi du lịch vậy, không biết là đi bao nhiêu ngày đến gặp Chúa. Thế thì Chúa tỏ mình ra.
Bây giờ cha nói các con từ đây các con về nhà các con á, các con xin bề trên cho con cái xe đạp, con cứ nhận nha, con đi về nhà, con cứ đi vừa đi từ từ, xe đạp, con cứ nhận nha, không đến nơi à. Xong con ghé chạm này, chạm kia con chơi. Mà con nói con đi xe đạp từ nhà đây về tận mãi Kiên Giang, Giê-xu, em đi xe đạp từ đây về mãi Kiên Giang, về Thái Sắn. Giê-xu, mọi người tròn xoe mắt ra, cho tôi đi xe đạp làm sao mà đi được. Đấy, em đi 4 ngày, cho nó hết hồn nữa. Cho tôi. Đang cái gì mà nó ra đi xe hòn đảo hả? Thế bị như vậy thì Chúa tỏ mình ra đối với cái ba vị đạo sĩ đó là không còn phải hài nhi nữa rồi, là em bé rồi, nhớ chưa? Đấy là hình ảnh thứ hai, Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra thứ ba là ở đâu? Là nơi tiệc cưới Cana. Nơi tiệc cưới Cana. Nơi tiệc cưới Cana ít nhất phải là 18 tuổi họ mới mời Đức Mẹ và Chúa Giê-xu đi. Và nơi tiệc cưới Cana thì Chúa biến nước thành rượu, các môn đệ thấy và tin người. Đó là hình ảnh hồi sự mà Chúa sẽ biến nước thành rượu. À xin lỗi, biến nước thành rượu, mà hình ảnh Chúa sẽ biến rượu thành mình máu Chúa cho chúng ta sau này, để chúng ta trầm trồ thấy quyền năng của Chúa. Hay nói cách khác, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Chính quyền năng đó cho chúng ta khám phá ra cái gì? Khám phá ra rằng Chúa đang hiện diện cho chúng ta, và nơi Ngài, Ngài biến đổi chúng ta nên mới. Như vậy sự hiện diện của Thiên Chúa, Chúa đến làm người, mầu nhiệm Giáng sinh Thiên Chúa làm người, để Thiên Chúa biến đổi chúng ta nên mới mỗi ngày tốt hơn. Từ cái rất vật chất là bánh và rượu, Chúa biến đổi thành mình máu Chúa. Từ con người tội lỗi của chúng ta, Chúa biến đổi chúng ta nên con người mới. Do đó mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là mầu nhiệm biến đổi. Nên chúng ta biến đổi thay cuộc đời của chúng ta, biến đổi mỗi ngày mỗi tốt hơn nhỉ. Do đó mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người mà chúng ta chả thấy biến đổi gì là chúng ta thôi, chỉ là mừng một cái sự kiện, một biến cố cho nó vui vẻ hoành tráng thôi, còn chúng ta không có biến đổi. Cái hình ảnh thứ tư Chúa tỏ ra mình ra, đó là nơi dòng sông Jordan. Nơi dòng sông Jordan, Chúa tỏ ra cho chúng ta thấy Ngài là con một Chúa Cha chi ái. Ai dám nói mình là con Thiên Chúa nếu Thiên Chúa Cha không nói? Này là con ta chi ái, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng ta lưu ý một cái chi tiết này này. Người Do Thái trong cái cuộc khổ nạn của Chúa và Cai-pha tìm cái lý do để giết Chúa, thì Cai-pha chỉ hỏi Chúa thế này: ông có phải là con Thiên Chúa không? Và khi Chúa Giê-xu nói đúng như lời ông nói, thì lập tức Cai-pha vịn vào đó. Và Cai-pha nói là sao? Nó đã phạm thượng, vì ai cũng biết nó là con bà Maria, ông Giuse, mà bây giờ nó nhận mình là con Thiên Chúa. Và cái án tử của Chúa bị tử hình đó là vì người ta quy cho Chúa phạm thượng, nhận mình là con Thiên Chúa. Trong khi đó tại sông Giô-đan, chính Chúa Cha xác nhận đây là con ta chi ái, các ngươi hãy đẹp lòng người. Do vậy chúng ta lưu ý thế này, để cha kết thúc này, là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cho chúng ta thấy cái gì? Là Thiên Chúa đến giữa chúng ta, và dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo được biểu lộ nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa. Và căn nguyên cốt lõi đức tin của chúng ta đó, chúng con nhớ, cha nhắc đi nhắc lại nhiều khi chúng không nắm vững, thì là chúng ta sẽ bị loạn quạng với những người khác, nhất là khi nói chuyện với các anh em các tôn giáo khác. Là người ta cứ hay lý luận là tôn giáo là điều tốt. Tại sao đạo này cố tốt, đạo kia cố tốt, mà tôi phải theo cái đạo này, đạo kia không tốt sao? Chúng ta rất hay bị đánh lừa bởi cái bảo là đạo tốt. Không có đạo nào dạy xấu cả. Nhưng mà cái nền tảng vững nhất, ta phải nói cái nền tảng quan trọng nhất mà chúng ta phải biết để chúng ta biết để chúng ta theo đạo gì. Cái nền tảng quan trọng nhất đối với chúng ta đó là gì? Là chúng ta tin vào Chúa Giê-xu vì Ngài là Thiên Chúa, và chúng ta bước theo Thiên Chúa, chứ không phải là cái tốt hay không có tốt. Chúng ta bước theo Chúa Giê-xu vì Ngài là Thiên Chúa. Nên cái cốt lõi nó ở cái chỗ đó đó. Đức tin của chúng ta bám vào Chúa Giê-xu. Nên ai muốn biết đạo mình như thế nào
mình phải biết Chúa Giêsu. Chứ đừng có nói vấn đề ăn ngay ở lành. Ăn ngay ở lành nó cứ loạng quạng thôi. Thế thì vì biết Chúa Giêsu rồi, mình phải sống tốt như con Thiên Chúa. Các ngươi hãy nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành. Và khi nếu như là con của Cha trên trời đấng chọn lành thì đương nhiên cái tốt là chúng ta phải sống rồi, nhưng mà phải hơn cái tốt nữa là nên như Cha chúng ta trên trời là đấng chọn lành. Do đó cái mức độ mà sống tốt chỉ là mức độ cơ bản, chưa phải là vấn đề tôn giáo, đặc biệt là đối với chúng ta theo Chúa, mà là chúng ta phải nên giống Thiên Chúa mỗi ngày nhiều hơn, nên con Thiên Chúa mỗi ngày nhiều hơn, nên thánh thiện mỗi ngày nhiều hơn. Cái đó mà cái mục đích của ơn gọi chúng ta, là mục đích của tôn giáo đó, của chúng ta đó. Bằng không chúng ta cứ lung ta lung túng, người ta cứ bảo đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt, đánh đồng hết tất cả. Mà cái cốt lõi của chúng ta không phải đơn thuần là cái tốt, mà là nên giống như con Thiên Chúa. Các con có hiểu cha nói không? Hiểu giơ tay cho xem nào con. Nắm được cái vấn đề đó nhỉ? Nắm được cái vấn đề đó thì mình mới giải quyết được vấn đề. Còn mình không nắm được cái đó, mình không giải quyết được vấn đề. Cha hỏi các con nhé. Vì cha hỏi cái này, giờ cha xoay xoay tí rồi cắt nghĩa này. Các con có biết làm nữ tu để do cái gì không? Do lời khấn dòng, có biết không? Không có khấn có thành nữ tu không? Có lời khấn dòng. Bây giờ không phải có lời khấn dòng. Mà cái lời khấn dòng các con có biết cái gì không? Đố các con đọc trong đó bảo: em xin sống tốt ơi là tốt. Chả có chỗ nào vậy cả. Em xin thuyền khấn ba lời khuyên phúc âm theo ơn gọi của dòng mến thánh giá khiết tâm. Có cái chữ đó đó. Của cái đó đó. Nghĩa là cái đó là cái chuẩn mực để em sống và em tạo thành một cái gì. Khi em sống mến thánh giá khiết tâm, mến thánh giá cỏ vấp, hay là nữ tỳ Chúa Giêsu, hay là nữ tỳ linh mục, hay là cái gì đó, thì cái đó là cái làm cho mình giống cái đó. Là cái ơn gọi của mình, là cái cách sống của mình, nó phải giống cái đó, chứ không phải là cái tốt. Có hiểu cha nói không con? Nắm cái vấn đề chưa? Người ta gọi là căn tính của chúng ta là cái đó. Còn cái tốt là cái chuyện khác. Chuyện tốt là đương nhiên phải tốt rồi. Nhưng mà mình tốt, mình không tạo thành cái bản sắc và chính cái căn tính của mình thì cũng vô phương, chả ăn thua gì. Nhìn chúng ta ra được cái căn tính đó thì nó là cái đó. Còn không thôi, không ăn thua gì hết. Phải nhìn. Bây giờ cha hỏi các con nhé. Mình cha nói bây giờ thấy này cho dễ hiểu này. Bây giờ cha hỏi các con, người Việt Nam có sống tốt không? Có tốt, có nhiều tốt chứ. Người Mỹ có sống tốt không? Người Anh có sống tốt không? Có chứ, nhiều người tốt. Người Việt Nam có người xấu, có người tốt. Thằng nào cũng có người tốt hết cả. Nước nào cũng có người tốt. Nhưng mà nhìn cái ra thằng Việt Nam liền này. Ra thằng Việt Nam liền. Thằng Việt Nam này. Nhìn ra thằng Pháp liền. Hỏi ra gì lạ vậy? Hai đứa cùng tốt, hai đứa cùng như vậy, nhưng mà nhìn nó có cái căn tính Việt Nam. Thì cái đó là cái mình tạo ra, mình là mình. Mình là con Thiên Chúa. Mình phải làm sao cho người ta thấy mình là con Thiên Chúa. Đó là cái vấn đề đó. Đó. Còn mình không có làm cho mình ra con Thiên Chúa, mà mình giống giữa đời, nó chẳng giống ai. Ngợm chả ra ngợm, người chả ra người. Đấy, cái vấn đề đó. Theo đạo là mình phải làm sao cho mình, cho người ta thấy mình là con Thiên Chúa. Đó là cái quan trọng đó. Mình là người Việt Nam, phải làm cho người ta thấy mình là người Việt Nam. Cha nói thật các con nghe không? Cha không có dám nói quá về mình đâu. Hồi khi đi học á, người ta rất ngưỡng mộ người Việt Nam. Cứ nói đến độ mà các con biết không? Nó gây ấn tượng. Vô trong lớp cái, mày hỏi mày nước nào? Việt Nam. Việt Nam. Cúi đầu chào liền. Tại vì cái người Việt Nam á, nó là cái căn, nó là cái tư cách, nó làm cho người khác thấy mình nó là người Việt Nam, người ta kính trọng liền. Chăm chỉ học hành, chịu khó, các thứ nọ kia, Việt Nam nó cúi đầu nó chào. Mát nó như vậy. Tự dưng nó làm vậy, mà quả thật nó vậy. Cứ lừa dối, dối trá, lừa đảo. Nói toàn một đường làm một nẻo. Cả và thế giới này người ta đều đánh giá như vậy. Các con có thấy điều cha nói là bậy không? Ai đồng ý cũng cái điều như vậy, giơ tay cha xem nào. Không, con đừng sợ. Mấy đứa này không thấy gì hết cả. Không thấy gì hết cả.
thôi thôi, nó không thấy thì thôi chịu thôi. Chào thua nó thôi. Cha đâu có sợ, quay video các thứ cứ đem lên YouTube cho mọi người xem. Cha cứ nói, mà cha có nói sai không các con? Các cha có nói sai không? Thế không giơ tay, không sai thì giơ tay cho người ta quay video cho che chiều mặt, Huy che vào mặt cho nó sợ. Cha nói mạnh lắm. Thôi, nắm chưa con? Thôi, phải chúc tất cả mọi người một đại lễ Giáng sinh tiếp tục nhé. Giáng sinh chưa hết nhé. Giáng sinh rồi Giáng sinh tiếp tục nhé. Bao giờ thì hết Giáng sinh thì hết chúc.